À, chào mọi người quay trở lại với tập 8. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập 8 thì mình sẽ là đi ắc 8 ha. Ắc 8 thì rồi chúng ta chỉ còn, nếu như xong ắc này thì chúng ta còn hai ắc nữa, nhưng mà cái ắc này thì chúng ta còn ba ắc. Thì cũng cần chạy thôi chứ không cần phải đụng tay đụng chân gì đó. Ấy da. Rồi cứ đi thẳng ra, không cần vô đây, không cần vô đây, không cần vô đây. Thì cái này để biết đường thì ôm sát tường thành là ok. Úi giời. Chạy nhanh quá. Quên. Lết đinh. Nếu như map này so với ác 7 thì map này dài hơn. À. Kiếm một xanh mà khó quá ta. Giải nén ra này. Ok. Đó. 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 Xanh. 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 Dẻ. Tính hết rồi, tính hết rồi. Rồi ok. Thì giờ đổi qua nón này. Thiếu kháng không? Thiếu, không thiếu kháng đâu nha anh em. Ở đây nó không có cộng cho mình nha. Nhưng mà ra map nó cộng. Thì giờ mình nếu như mà mình là nếu như mà chơi Gollum thì mình nghĩ là nên gắn này nha anh em, gắn multi này nha. Until next time. Rồi Million Dam cũng được. Million Dam thì nó sẽ mất một ít dam á, nhưng mà mình thích cái này thì nó tăng tốc đánh thôi chứ không có tăng đam nha. Thì đánh nhanh thì đam nhiều, nhưng mà về mà lý thuyết để cộng đam thì nó không có cộng. Nếu như đúng, nếu mà chúng ta chơi tới đây thì máu chúng ta phải 2k1 nha. Tiếp con mà vậy là nhiều rồi. Rồi. Cái này cứ theo đường mà đi đó. Mình đi lạc hoài đó hả? Lạc đường riết luôn.
Rồi này thì cũng có đi bình thường thôi, cũng không có gì để mà nói hết. Đi lạc là chuyện bình thường ở đây thôi chứ không có gì, không có gì lạ hết á. Rồi đây. Rồi đi. Bên nào trước cũng được. Nếu như mình đi bên này mình sẽ có hai level, còn mình đi bên kia mình sẽ có một level cộng một lát. Nhưng mà một level bên kia chua lắm nha anh em. Hai level bên đây dễ hơn. Hai level bên đây dễ chịu hơn. Rồi đi mà đi sát vô mép tường nha. Nếu mà thấy cái cổng tròn như vậy nè là ghé vô nha. Lâu lắm mới được 8 con anh em, còn lâu lắm. Là cứ đi sát tường đi thôi. Sát tường đi ra này, sát tường đi. Rồi đánh con này là được một skill bonus nha. Rồi đi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào sát bên tay phải nha. Nè như này chúng ta thấy nè, tay phải. Này mới đầu mình đi mình cũng lộn lộn đường dưới lắm. Map này nè. 3v1 tay phải mà giả thôi. Nắp này mấy người mới chơi thì sẽ bị lộn rất là nhiều. Rồi cái map này là cái map mà mình đối với mình là khó thở nhất. Map này thì map này cũng không biết chỉ các bạn sao. Với mình map này là map mình cảm thấy khó thở với nó nhất. Thì mình cứ đi thôi à. Map này là mình cứ đi lạc mình đi lại à. Đó này là đúng đường rồi nè. Mình cũng không biết giải thích với bạn cái map này sao nữa. Mình chỉ biết là mấy con này là mấy con boss nè. Rồi nè, trường hợp này là đi lên nè, đi lên là đúng nè. Đi sát tường nè.
cửa nè. Mình biết là sau khi đánh boss thì đi sao á, nhưng mà lúc đầu biết lúc đánh boss á không biết đi kiếm, bị rối lắm. Anh em có thể vô đây trước đi nè. Ở đây chúng ta có máu à. Cái gì vậy? Không cần mở cái đó đâu. Mở cái này anh em cứ đi sát lên trên đầu nè. Tại nó đi sát lên, nó nằm ở đâu trên đầu nè. Nó cứ chạy sát lên trên. Rồi. Thẳng ra cứ sát tường mà ôm thôi. Map này cũng tương đối dễ. Rồi, đây. Westbone nè. Nếu như nha, nếu như mà trường hợp mà đi thẳng vậy nè, đi ra mà đi thẳng vậy luôn á, đi thẳng vậy luôn là không có quẹo gì hết nha, thì chứng tỏ là chúng ta đi qua map mới. Đó, chứng tỏ là chúng ta đi qua map mới. Còn nếu trường hợp mà nó quẹo vô quẹo ra là tức là chúng ta đi map tiếp theo của nó, đánh boss á, thì đi cái nào trước cũng được, không ảnh hưởng gì hết á, anh em đi cái nào trước cũng được. Đi cái này thì nó sẽ mở map tiếp theo, map tiếp theo map trên đây nè. Map tiếp theo đây nè. Đó. Đá đổi màu. Đường bên đây hay sao nè. Đường này anh em kiếm nha anh em. Mấy cái map về sau này mình cũng không biết giải thích cho anh em sao. Nhưng mà nó cũng chỉ vòng vòng đây thôi. Đó. Rồi tới đây thì anh em nhớ có kháng côn. Không có kháng côn ở đây là hơi mệt á. Nó quýnh cho anh em hả? Lên bờ xuống ruộng luôn. Thì cao đó anh em muốn nhặt thì anh em nhặt. Đầu mùa mà nhặt chết luôn. Đầu mùa mà thấy cục nó chả mừng. Mừng khúm luôn. Kháng cao thì mình khỏe nên cái này không phải lo. Nhưng mà kháng ít là đi cái này là bị đóng băng á. Cố 4 tách là được rồi. Ừ. Thôi tách đi. Cố tách là được anh em. Có đánh nó cũng không lên đâu. Được 2 cục đổi màu nè. 4 cục đổi màu. Rồi. Đi lớp 3 thì kháng của mình bây giờ là nó đã đủ rồi. 75 mình đã có gọi là ok về cái phần thủ element đam mà mình cần. Nói chung mà bây giờ con mình cần né thôi chứ đâu có thiếu đam đâu. Đi lắp ba cũng vô tư thôi. Rồi con này bỏ luôn nha anh em, không cần đánh đâu nha. Con này nè bỏ luôn đi, không cần đánh, mất thời gian cái nó không làm được gì hết. Rồi.
3v1. Rồi, map này cũng đơn giản thôi, nó y như là ở F2, F3 vậy đó. Cứ kiếm đường đi thôi. Này không có, không có kinh nghiệm trong đi map này. Nhưng mà map này nhớ cách kháng luôn, côn vô chứ không thì đi vô đây đóng băng thôi. Minion đựng cái sướng từ cái Ascendancy cộng 30% kháng nhiều lắm đó nha, 30% kháng là bằng một cái lệnh trừng phạt của sau khi chúng ta N10 ác á, nhiều lắm á. Gì nữa. Thì bây giờ chúng ta có 3 con Speed này sao? Thêm một level nữa thì là 3 con. Thì bình thường mình sẽ xài là spec dam các bạn, nhưng mà bây giờ không có slot cho nó nữa rồi, bởi vì xài hai con golem, các bạn thấy gì chứ nó mất dam dữ lắm. Còn nếu như các bạn thích xài spec melee ok luôn. Để tí đó mình kiếm spec melee. Spec melee ok luôn. Thì mình để gắn tạm vô cho con golem đó. Chứ giờ socket giờ nó chưa hoàn chỉnh. Nếu như mà xài đi là mình mới xài 4 linh cho con zombie được, ra map mới được mới ổn. Nói này cũng như kia vậy, đi thẳng thôi, đừng có đi, đừng có múa nha. Trừ khi mà không đạt, anh em nhìn là đường nào thẳng băng mà, thấy không? Thẳng băng luôn, thấy không? Đổi bình máu đi. Xong rồi. Map nhớ ngặt luôn. Từ ác 8 trở đi là chúng ta có map. Gần ác 9 là có map. Rồi, thoát ha. Lấy level nè. Go with courage. Port. Be careful. Rồi nè, mình có thể nếu như mà anh em thích xài spec melee mà tăng á, anh em quay lại cái Bonson này nè. Bonson này có con xoáy tăng lắm. Đây là chú quân Reason. Đây con này nè, mình sẽ chuyển nó lên đây. Rồi speak. Bỏ mini này đi. Rồi một nè, đây nè. À, tí nữa mình lên level mình sẽ được thêm một con Melee nha. Nó thường thường đi xuống vậy nè, là nó sẽ đi vô đánh boss đó anh em. Map này nó vậy, cái layout nó vậy.
chiến trâu lắm á, con nó trâu lắm. Nhưng mà khi nào nó lên level nè, còn lâu nè, lâu nè. Một level nữa là nó thêm một con. Rồi đây máu vô. Cửa này thì cứ đi bình thường á, nó không không giống như là khi chúng ta ác ma. Đi lên nè, à, cũng đi lên nè. À. Lên có khi lạc á. Thì cái kia là nó có thể là nó đi lên rồi nó đi qua bên tay trái, thằng này đi tay phải. Nói chung hai cửa nó hơi khác nhau. Phải không? Thằng này có đi không? Nó hơi khác nhau xíu. Nhưng mà chỉ có cái map mà mình ghi, mình có chú ý thì anh em chú ý cái map đó thôi. Như mấy map này không có gì chú ý, cứ đi bình thường. Nói chung một kể các anh em mới chơi, anh em có coi nhiều người đi nữa thì khi mà mình vô chơi mình vẫn bị lạc đường như đường. Sao mà né được. Một thời gian sau mà quen rồi mình mới ít bị lạc. Đó, ở đây chúng ta có minion dam nha anh em. Minion dam. Ok, chúng ta hết thứ skin rồi ha. Ok, hết. Hết thứ skin rồi. Watch yourself. Ba xanh. Watch yourself. Rồi, à, ở đây chúng ta có mini à. Nếu như mà chúng ta có Ascend Fear thì chúng ta đập vô, còn không có thì mini dam chết mẹ tôi rồi. Không đủ này rồi. 4, 1. Đủ thôi anh em, không sao hết. Anh em có thể đập này vô. Hình xui nó vẫn, riêng cái cây này nó cũng sẽ non ra được. Đây là 38%. 38% nữa kia nó cũng chỉ có 8 đó đó. Thấp nhất nhưng mà thôi, cái nó xài tạm cũng được anh em. Rồi. Ok. Rồi, đánh boss xong, hát. Rồi, qua đây. Nhanh đấy mẹ. Bét melee là trâu lắm nha anh em. Bét melee là trâu có hạn. Kêu một lúc vô khỉ đó. Trời, đánh boss mà không thể thêm boss đâu. Đó, giờ nó xong ạc 8. Ok, ba anh em, hẹn anh em nhờ ạc 9 nha. Ba anh em.